Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh được thực hiện hiệu quả, không có các vụ việc vi phạm lớn về an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời, các cấp ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp cũng đã nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động nhằm phục vụ tốt hơn hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. Là một trong số các doanh nghiệp có số người lao động lớn, những năm qua công ty cổ phần gạch Bát Tràng luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Cụ thể như tập huấn cho người lao động về đảm bảo vệ sinh an toàn trong quá trình lao động sản xuất, cung cấp trang thiết bị, đồ bảo hộ đầy đủ và thực hiện tốt việc khám sức khỏe định kỳ cho công nhân, người lao động. Công ty rất quan tâm đến chị em công nhân về cái vấn đề an toàn lao động. Đấy, quần áo bảo hộ vẫn cấp thường xuyên cho. Đấy, mũ miếc các thứ, găng tay các thứ là vẫn cấp thường xuyên cho chị em. Còn tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thái Hoàng là doanh nghiệp chuyên sản xuất gỗ ép với nhiều dây chuyền thiết bị sản xuất đặc thù, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nguy hiểm đối với công nhân, người lao động trong vận hành sản xuất. Do đó, công ty đã quan tâm, chú trọng đặc biệt đến vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Ngay từ khi mới tuyển dụng, người lao động đã được tập huấn về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, được các chuyên gia kỹ thuật trực tiếp hướng dẫn thao tác thực hành. Đối với những công nhân mới khi chúng tôi công ty tuyển vào làm thì chúng tôi có cái thời gian đầu tiên là thời gian trong vòng một tuần hay trong một tháng nhất định đấy, chúng tôi có dạy cách thao tác cũng như là quy trình máy móc làm sao để đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc. Đấy, không được cho công nhân tự ý bật mở cũng là thao tác máy móc khi mà chưa có được sự đồng ý cũng như là quản lý trong nhà xưởng cũng như là quản lý từng công đoạn đấy. Cùng với sự quan tâm của các đơn vị doanh nghiệp thì trong những năm qua, các cấp ngành hữu quan, nhất là cơ quan Liên đoàn Lao động các cấp cũng quan tâm, thường xuyên tuyên truyền, vận động, tổ chức tập huấn về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, đồng thời phối hợp với các ngành địa phương thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, việc thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Các cấp công đoàn cũng đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động là rà soát các cái quy trình, các cái biện pháp về an toàn lao động, cũng như là đảm bảo các cái trang thiết bị, phương tiện bảo vệ cá nhân để người lao động là chúng ta làm việc trong một cái môi trường xanh sạch đẹp, bảo đảm cái vệ sinh môi trường cũng như là cái sức khỏe cho người lao động. Một cái nữa đấy là cũng là Liên đoàn tỉnh cũng quan tâm phối hợp với người sử dụng lao động, tức là trong cái việc là chăm sóc cái sức khỏe thông qua cái bữa ăn ca để nâng cao cái giá trị dinh dưỡng cũng như là bồi dưỡng bằng hiện vật cho đoàn viên người lao động để có cái sức khỏe đảm bảo trong cái quá trình lao động và sản xuất. Thời gian qua trên địa bàn toàn tỉnh không xảy ra vụ việc mất an toàn vệ sinh lao động nghiêm trọng nào đối với công nhân, người lao động tại các đơn vị, cơ quan doanh nghiệp. Kết quả đó là động lực để toàn tỉnh cũng như mỗi cơ quan doanh nghiệp, đơn vị sản xuất tiếp tục thực hiện tốt công tác này, đồng thời thiết thực hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023 với chủ đề tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng nơi làm việc.